Kiên chịu người mới. Để thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen. Dáng người thon thả cũng vẫn được cái đôn đã em. Bước đi ngoài phố có tờ giấy khen. Bao lời ông cũng có tờ trả thèm. Những kẻ theo đuổi thì còn quá kém. Suy nghĩ đen tối chỉ có trái em là xác nhận người đó đời đó quá đen. Nhưng mà anh thì khác, nhưng mình rơi xin hiệu. Không lừa dét, không quán sai tín hiệu. Hết thử làm nhiều, bản thân là cam chịu kèm. Đức tính giết tình tình trạng là đẹp phiêu. Phiêu em đó em nhỏ đầy tranh thủ có dẹp gặp tình trách phải tỏ bày. Hay hơi vội nên đi không có quà. Anh chỉ muốn nói đó là em ơi. Em ơi, hỏi người là vì hạnh phúc có em ơi, để anh quên mất sang chưa em về thời gian anh phải thu xếp để chờ. Thôi ra chỗ khác, cũng muốn mua. Nói hoài, để bảo mua mẹ. Sợ bán đồ gì má có gì trẻ. Sống chủ thiếu là quá. Yeah.
tim ơi làm ơn ngủ đi. Đừng thêm ồn ào. Đó chính là một tiết mục vô cùng cảm xúc của tất cả học viên lớp Sát Đỏ với thầy Lido.